Hai bộ thống nhất tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 là 925 đồng một lít, xăng RON 95 là 283 đồng một lít. Sau khi thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá. Đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn 20.688 đồng một lít, xăng RON 95-3 không cao hơn 22.191 đồng một lít, dầu diesel 0,05S không cao hơn 17.695 đồng một lít.